Ưu đãi 65% siêu hot dành cho tất cả chị em đang xem trực tiếp livestream ngày hôm nay, hoặc là để lại số điện thoại của mình dưới phần comment. Xin chào tất cả chị em, mình là Diễm Quỳnh và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại phòng phun xăm của Thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh để chia sẻ tới chị em một chương trình khuyến mãi cực lớn, ưu đãi lên đến 2/3 chi phí. Và như vậy là chị em mình chỉ cần bỏ ra 1/3 chi phí để có thể trải nghiệm dịch vụ mà thôi. Và như mọi người thấy thì tất cả những khách hàng đang có mặt ở phòng phun xăm của Linh Anh và trải nghiệm dịch vụ thì đều được Linh Anh hỗ trợ giá lên đến 65%. Và đây là một cái chương trình ưu đãi khuyến mãi cực lớn của Linh Anh. Giá này thì rất là hời và thành phẩm thì siêu xinh luôn. Và để minh chứng cho điều này, người thật, việc thật thì Diễm Quỳnh sẽ chia sẻ một trường hợp khách hàng thực tế ngày hôm nay nha. Đây là chị Ngọc mọi người. Mọi người có thể thấy là chị Ngọc có một cái đôi môi bị hai vấn đề, đó là màu môi thì không đều và môi bị thâm viền. Cái phần thâm này nó chia tách rõ ràng lòng môi và viền môi thành hai cái sắc tố khác nhau rõ rệt nha mọi người. Vậy thì đối với trường hợp của chị Ngọc thì đôi môi này được master của Linh Anh hô biến ra một cái thành phẩm như thế nào? Xin mời mọi người ạ. Đây nha mọi người, chỉ sau 60 phút cái môi nano thì đôi môi của chị Ngọc đã hoàn toàn khác. Đôi môi này đã được kỹ thuật vi chạm phá tận gốc, thâm tái lâu năm, phủ màu mỏng, bền đẹp và tạo một cái hiệu ứng môi căng mọng tròn đầy rất là đẹp nha. Chị Ngọc ơi, cảm giác của mình như thế nào sau khi mà mình thực hiện công nghệ cái môi nano ạ? Bạn master bên đây đỉnh đó em ạ. Trong suốt quá trình làm cho đến khi hoàn thành thì chị cảm thấy không có bị đau đớn tí nào hết á. Và khi hoàn thành thành phẩm xong rồi thì chị cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nhẹ nhàng luôn. Dạ vâng ạ, mình có cảm thấy hài lòng với quá trình cấy môi nano không ạ? Chị cảm thấy là chị không có gì để phàn nàn được luôn em ạ. Màu môi lên thì rất tự nhiên nè, mà làm xong nhìn chị trẻ mà đẹp hơn hồi lúc trước luôn á. Dạ vâng ạ. Thì chị cảm thấy rất là tự tin khi cười và nói chuyện với mọi người. Trời ơi, một cái lời feedback quá là xịn sò dành cho Linh Anh luôn ạ. Bây giờ em hỏi thêm một chút xíu nữa thôi chị ha. Thì trong quá trình làm thì chị có đánh giá hay là feedback như thế nào về master của Linh Anh không ạ? À, nói về master bên đây thì quá đỉnh rồi em. Bạn ấy làm rất là có tâm trong quá trình và đặc biệt là kèm theo cái tâm đó thì cái tay nghề của bạn này rất là đỉnh nha. Làm xong là chị không có cảm giác bị sưng phù nề hay là rát hay là cộm hay là cảm thấy không kiểu giống như là mình kiểu không quen á em. Nói chung là chị cảm thấy rất là đỉnh luôn. Dạ vâng ạ. Thế còn cái hiệu ứng tan viền mà được master bên em đặc biệt thực hiện thì có khiến cho mình siêu lòng không ạ? Em nhìn nè, cái viền của chị nè. Hồi bữa là nó thâm đúng không? Dạ vâng. Hôm nay á hả, em nhìn đi, cái viền á bạn làm sao mà bây giờ nó không có đậm nha. Màu rất là đều luôn, mà đặc biệt là bạn ấy làm cái màu lan từ ở trong lòng môi ra bên ngoài. Nó lan theo kiểu mà lan từ từ á, nhìn rất là Barbie và nhìn mình rất trẻ trung. Sau đợt này về là chắc chắn chị sẽ cười nhiều hơn. Dạ đúng rồi, tuyệt quá chị ha. Mọi người ơi, đôi môi của chị Ngọc á thì có một cái điểm đặc biệt này, đó chính là master cấy môi nano kết hợp với hiệu ứng tan viền tạo ra một cái lòng môi vẫn ửng hồng nhẹ, giống như là màu môi sinh lý ha, siêu tự nhiên. Một đôi môi sở hữu hiệu ứng mix màu ở lòng môi ombre tản ra giao thoa đến phần viền và màu sắc thì có một cái sự chuyển cực đẹp nha. Và những chị em nào mình mong muốn trải nghiệm công nghệ cấy môi nano hiệu ứng tan viền thì hãy nhanh chóng để lại số điện thoại ngay lập tức nha. Và để có cơ hội làm đẹp với giá ưu đãi lên đến tận 65% và thời cơ đến tay thì mình không chập lấy là mất ngay nha chị em.